Thưa quý vị, kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó kinh tế tăng trưởng khá tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa xã hội nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các sở ban ngành và địa phương rà soát theo dõi kết quả làm việc của các đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, lưu ý 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tối đa nguồn lực cho dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và các dự án trọng điểm của tỉnh, phối hợp Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chuẩn bị lễ thông xe tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là phân tích và đề ra các giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI trong thời gian tới. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về việc chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan địa phương, chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, trước mắt là kỳ họp thứ 20, kỳ họp giữa năm 2024. Trả lời đầy đủ kiến nghị và thực hiện lời hứa với cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 8 tháng 6, tại trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang, huyện Tri Tôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi hội thảo giải pháp nâng cao năng lực công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị trong các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc giảng dạy học tập lý luận chính trị trong nhà trường, đổi mới trong xây dựng chương trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy cho học sinh trình độ trung cấp từ khi chuyển môn chính trị thành môn giáo dục chính trị, xây dựng chương trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy cho học viên trình độ sơ cấp về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ thuật, tác phong nghề nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế, vai trò chức năng của tổ chức đoàn trong việc học tập lý luận chính trị của học sinh, học viên nói chung và trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại trường. Buổi hội thảo là dịp để trường trung cấp kỹ thuật tổng hợp, trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang và trường trung cấp kỹ thuật công nghệ đánh giá những kết quả, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giáo dục lý luận chính trị. Cũng tại hội thảo, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp nghề cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng nhiệm vụ để thực hiện tốt các nội dung, giải pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đoàn đến kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú. Tại các nơi đến, đoàn tiến hành kiểm tra về chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, tập trung giám sát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, bao bì, nhãn mác, hồ sơ quản lý chất lượng các lô hàng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trong năm 2024. Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng đều xuất trình các loại giấy tờ kinh doanh theo quy định. Việc bố trí bày bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đảm bảo theo yêu cầu. Tuy nhiên, một số cửa hàng phát hiện trên bao bì, nhãn mác ghi không đúng theo quyết định lưu hành của sản phẩm. Đoàn tiến hành lấy mẫu để gửi đến cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và mẫu mã hàng hóa. Ngoài kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh, đoàn còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tự tra cứu việc lưu hành các sản phẩm vật tư nông nghiệp trên thị trường. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để tránh sử dụng phải phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, bà con nông dân nên chọn mua thuốc bảo vệ thực vật và phân bón từ các thương hiệu, các đại lý uy tín, tránh mua trôi nổi để vô tình trở thành nạn nhân của những mặt hàng kém chất lượng.